bật mí cho mọi người một tính năng rất là tuyệt vời ở trên xe Mercedes-Benz. Nếu mọi người nắm nó trong bàn tay á, thì cái việc sử dụng xe của mình nó lên một cái tầm cao mới. Không chỉ vậy, còn học thêm được tới 3 loại ngoại ngữ khác nhau lẫn nha. Không tin á, thì xem tiếp video. Và mình là Tạ Chánh, đến từ gia đình Mercedes, Trường Chinh. Hey Mercedes. 你好,有什么事吗? 前夜堵灯打开。 我打开了阅读灯。谢谢。不客气。 안녕, Benz. 지금 말하세요. 온도 20도. 온도를 20도로 설정할게요. 감사합니다. 부탁해. Hey Mercedes. How may I help you? Can you change the ambient light color to purple, please? Okay, I am changing the color. Thank you. You're welcome. Hey Mercedes. How may I help you? Làm cách nào để có 5 tỷ mua EQS 500? Nani? I'm sorry, can you say that again, please? Không hiểu ha. Vậy khi nào thì bán được 1 tỷ đó mẹ đây? I'm sorry, but I can't help you with it right now. Và đây không phải là một cái video hài hước mà Chánh đang muốn giới thiệu tới anh chị tính năng điều khiển bằng giọng nói trên xe Mercedes-Benz. Tính năng này có thể hiểu được hàng trăm câu lệnh khác nhau với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau và được thể hiện với nhiều văn phòng khác nhau. Chúng ta vừa có thể tập trung lái xe một cách an toàn, vừa có thể tùy chỉnh những tính năng tiện nghi và giải trí trên xe một cách rất là dễ dàng. Xe nào càng trang bị nhiều tính năng thì số lượng câu lệnh chúng ta có thể sử dụng càng đa dạng và phong phú. Và cuối cùng là câu hỏi thử thách dành cho những bạn tò mò và ham học hỏi. Làm cách nào để chúng ta có thể lấy được danh sách câu lệnh mà xe trực tiếp đưa ra để chúng ta có thể sử dụng tính năng điều khiển bằng giọng nói một cách thuận tiện nhất? Đây không phải là câu hỏi dễ nha. Chúng ta có thể tận dụng những nguồn lực sẵn có để tìm ra đáp án. Ví dụ như là hỏi bạn bè, hỏi người thân hoặc tìm kiếm trên Google. Một phần thưởng nhỏ đặc biệt có ý nghĩa đang chờ đón bạn nào có đáp án chi tiết, nhanh nhất và chính xác nhất. Cảm ơn mọi người đã xem qua video của Chánh. Xin chào và hẹn gặp lại ở thử thách tiếp theo.